sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát khi chưa xuất gia học đạo Thì Ngài chính là con thứ hai của vua vô chính niệm Tên là Ni Ma Thái Tử Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo Phát tâm cúng dường Phật bảo tạng Và đại chúng chọn trong ba tháng Quan đại thần là bảo hải thấy vậy Bèn khuyến thỉnh rằng Thưa điện Hạ trong sự tu phước có hai thứ Một là tu phước hiếu nậu, Hai là tu phước vô nậu Xong phước hiếu nậu Giàu có to tát thế nào Thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi nhân thiên Hưởng phần khoái lạc mà thôi Chứ không thoát khỏi luân hồi sanh tử Còn như phước vô nậu Thì chỗ kết quả ở ngoài ba cõi bốn dòng kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại Vậy xin điện hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng nhất thiết trí, đem công đức ấy hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thì sự phước báu không khi nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. Mani Thái tử nghe quan đại thần khuyên nói rành rẽ như thế, liền chắp tay thưa với Phật bảo tạng rằng, Bạch Đức Thế Tôn, Nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong ba tháng Và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm như là Ba nghiệp của thân Không sát sanh Không sát hại chúng sanh Không trộm cắp của người và không tả dâm Bốn nghiệp của miệng Không nói não sược Không nói theo dệt Không nói hai lưới Không nói độc dữ thô tục ba nghiệp của ý không tham nhiễm danh lợi và sắc dục không hờn giận oán kiều không si mê ám muội cùng các món hạnh tu thanh tịnh của tôi mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Phật biến xuất nhất thiết không đức quang minh sang vương như nay mà ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy khi Đức Phật ấy thành đạo Trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài Nói đủ pháp tam thừa Nếu nghĩa mà hóa độ chúng sanh Trong khi đó Tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo Làm việc Phật sự Dạy dỗ mọi người Và làm những sự nợ ích cho các loài hiếu tình Mà cầu mau đặng hoàn mãn Các món công hạnh đã thể nguyện Đến chừng Phật biến xuất nhất thiết Công đức Quang Minh Sang Vương như nay diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi cùng là thời kỳ diệt độ và kiếp sơ trụ thế của chánh pháp tôi đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của Đức Biến Xuất Nhất Thiết. Công đức Quang Minh Sang Vương như nay Phật bảo tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử Nguyện Liền thọ ký rằng Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm Thì qua đời vị lai trải hằng hà sa kiếp Ngươi sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy vì ngươi có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp, rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là Đắc Đại Thế, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát sau khi phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương như nay nhập niết bàn rồi ngươi bổ sứ nam phật hiệu nà thiện trụ chân bảo như nay kế tiếp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức mani thái tử nghe phật bảo tạng thọ ký rồi liền thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn, nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính nế Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều vang động và ở giữa hư không có giải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp. Lại có các Đức Phật ở các thế giới mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Mani Thái Tử thưa rồi, vừa cúi nại Phật, Tức thì các thế giới mười phương cả núi sông, cây cối và những vật có hình chất đều rung động ra thành tiếng vang rền khắp cả. Còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt đẹp rơi xuống như mưa. Các đức Phật ở mười phương đều đồng tình thọ ký rằng tại cõi tán đẻ lam có người đại tử của Phật Bảo Tạng như nay tên là Nima, con thứ hai của vua vô chánh niệm có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng chọn ba tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Vì vậy, nên trải qua hằng xa kiếp khi người ấy sẽ bổ sứ thành Phật sau khi đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang vương như nay đã nhập Niết Bàn. Ni Ma Thái Tử nhờ Phật bảo tạng và các đức Phật mười phương thọ ký rồi lòng vui mừng hàng trăm tu tập công hạnh vô nậu mà cầu cho mau thỏa mãn những điều tâm nguyện từ đó về sau ni ma thái tử mạng chung rồi đầu thai ra thân khác đời khác kiếp nào cũng hằng giữ bổn nguyện quyết chí tu hành học đạo đại thừa làm hạnh bồ tát mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiễu ích đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác. Hiện nay, Ngài Đại Thế Chí đương làm một vị đẳng giác Bồ Tát hầu gần bên Đức Phật A-di-đà ở cõi cực nạc, chợ đương Phật hóa tiếp dẫn chúng sanh, chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ sứ làm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành phật đạo